khi đại dịch cúm lan tràn tại Hoa Kỳ vào năm 1918 và năm 1919, thì khẩu trang đã đóng một vai trò trong các cuộc chiến chính trị và văn hóa. Các miếng che mặt được gọi là khẩu trang, dùng để phòng ngừa vi trùng và bụi bẩm. Một số người đã cắt các lỗ ở trên khẩu trang để có thể hút thuốc. Những người khác dùng để cột chúng vào những con chó thay cho sự chế nhạo. Kẻ cướp đã sử dụng chúng để cướp ngân hàng. Hơn một thế kỷ trước, khi đại dịch cúm năm 1918 hoành hành tại Hoa Kỳ, thì khẩu trang đã trở thành chuyến tuyến ở trên mặt trong các cuộc chiến chống lại virus. Các cơ quan y tế kêu gọi đeo khẩu trang để giúp làm chậm sự lây lan của bệnh, nhưng có một số người đã phản đối. Vào năm 1918 và năm 1919, khi các quán bar, nhà hàng, nhà hát và các trường học bị đóng cửa thì khẩu trang trở thành một vật tế thần một biểu tượng của sự vượt qua chính quyền, các cuộc biểu tình, thỉnh cầu và các cuộc tụ họp khiêu khích và thách thức. Trong khi đó thì hàng ngàn người Mỹ đã chết trong một đại dịch. Nhiễm trùng đầu tiên được xác định vào tháng 3 năm 1918 tại một căn cứ quân đội ở Kansas, nơi mà 100 binh sĩ bị nhiễm bệnh. Trong vòng một tuần lễ số ca mắc cúm đã tăng lên gấp 5 lần và chẳng mấy chốc thì căn bệnh này đã lan rộng khắp đất nước khiến cho một số thành phố bị bắt buộc cách ly và đeo khẩu trang để ngăn chặn. Vào mùa thu năm 1918, tiểu bang California đã đưa ra các luật lệ về khẩu trang bắt buộc có hiệu lực. Tiến sĩ Howard marco nhà sử học về dịch bệnh và là tác giả của cách ly, tổ chức phản đối đeo khẩu trang không phổ biến. Tiến sĩ marco đã nói, nhưng nó đã có mặt. Đó là ngoại lệ, chứ không phải là luật lệ. Ông nói, Đi đầu trong các biện pháp an toàn là San Francisco, đến cuối tháng 10 đã có hơn 60.000 trường hợp trên toàn tiểu bang với 7.000 trong số đó ở San Francisco, và nó đã nhanh chóng biết đến là một thành phố đeo khẩu trang. Sắc lệnh đeo khẩu trang được ký bởi thị trưởng Jim Roth vào ngày 22 tháng 10 năm 1918, biến San Francisco thành thành phố đầu tiên của Mỹ yêu cầu che mặt và dày tới 4 lớp. Những người phản kháng phàn nàn về ngoại hình, sự thoải mái và tự do, ngay cả sau khi dịch cúm đã giết chết khoảng 195.000 người Mỹ chỉ trong vòng 10 tháng. Omar Whitaker viết trên tờ báo Los Angeles Times vào ngày 22 tháng 10 năm 1918 đã xem xét khẩu trang ảnh hưởng đến xã hội và những người nổi tiếng. Khi bản thân bà Whitaker từ chối đeo khẩu trang, bà đã bị ép buộc đưa đến hội hồng thập tự với tư cách là một kẻ tránh né đeo khẩu trang và ra lệnh phải làm một cái và mang vào. The San Francisco Chronicle cho biết loại khẩu trang đơn giản nhất là vải mỏng gấp lại được dán bằng băng keo hoặc là dây thùng. Cảnh sát đã tìm những chiếc khẩu trang bằng vải mỏng trông giống như chín miếng ravioli được xếp ngay ngắn. Hình phạt cho những người vi phạm là từ 5 Mỹ Kim đến 10 Mỹ Kim hoặc là 10 ngày tù. Tờ San Francisco Chronicle đưa tin vào ngày 9 tháng 11 năm 1918, đã có khoảng 1.000 người đã bị bắt. Nhà tù của thành phố chật cứng, chỉ có chỗ để đứng. Những ca làm việc của cảnh sát và phiên tòa đã được thêm vào để giúp sự điều hành. Khẩu trang của bạn ở đâu? Thẩm phán Matthew Brady đã hỏi những người phạm tội tại tòa án. Nơi các phiên tòa kéo dài đến tận đêm khuya, một số người đưa tên giả, họ cho biết là họ chỉ muốn châm một điếu thuốc lá hoặc là họ ghét tuân theo luật pháp. Vào ngày 28 tháng 10 năm 1918, một thợ rèn tên là James Whisher đã đứng trên đường Powell và Market trước một cửa hàng thuốc, kêu gọi một đám đông tháo khẩu trang của họ. Một thanh tra y tế, Henry Miller đã dẫn ông tới một nhà thuốc để mua khẩu trang. Đứng trước cửa, ông Wisher đánh ông Miller và hất ông xuống đất, tờ San Francisco Chronicle đưa tin. Trong khi đang bị đánh đập, thì ông Miller, 62 tuổi, đã dùng khẩu súng lục bắn bốn phát. Tờ Associated Press cho biết, ông Wisher cùng với hai người ngoại cuộc bị thương. Ông Wisher buộc tội làm sáo trộn an ninh, chống lại một sĩ quan và tấn công. Trong khi vị thanh tra Miller bị buộc tội là tấn công bằng vũ khí giết người ở Los Angeles đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang. Đó là một đầu đề của một tờ báo được công bố trên tờ Los Angeles Times khi các viên chức thành phố họp vào tháng 11 năm 1918 để quyết định xem có nên yêu cầu người dân mang khẩu trang để tránh vi trùng hay cảm cúm. Những người phản đối nói rằng khẩu trang chỉ là chỗ chứa bụi bẩm và gây hại nhiều hơn là tốt. Tôi đã thấy một số người đeo khẩu trang ở trên cổ của họ và sau đó dùng chúng để lau mặt, quên rằng họ đã đem theo những vi trùng trong khi đeo lủng lẳng trên quần áo của họ. Tiến sĩ Il e. Fleming nói trên tờ Los Angeles Times, Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Quyền lực Bình đẳng Illinois vào tháng 10 năm 1918, họ đã đặt hai chiếc ghế cách nhau bốn feet, đóng cửa cho công chúng và giới hạn tham dự cho 100 đại biểu. Chicago Daily Tribune đưa tin, Sắc lệnh khẩu trang San Francisco đã hết hạn sau 4 tuần vào trưa ngày 21 tháng 11 năm 1918. Cả thành phố tổ chức lễ hội và tiếng chuông nhà thờ vang lên. Nhiều người đã dẫm lên khẩu trang của họ trên đường phố. Sự cảnh giác đối với những chiếc khẩu trang đã được chấm dứt. Vỉa hè đầy rác khẩu trang, di tích của một tháng đầy tra tấn. The Chronicle nói, sự lây lan đã dừng lại, nhưng làn sóng thứ hai đang ở phía trước. Đến tháng 12 năm 1918, hội đồng giám sát San Francisco một lần nữa đề nghị yêu cầu về khẩu trang, gặp phải sự phản đối dữ dội. Vào khoảng cuối năm, một quả bom đã được ngăn chặn phát nổ ở bên ngoài văn phòng của giám đốc y tế của San Francisco, tiến sĩ William Hasler. Đến cuối năm 1918 thì số người chết vì cúm đã đạt ít nhất là 244.681, chủ yếu trong 4 tháng qua theo thống kê của chính phủ. Vào tháng Giêng năm 1919 thì Ủy ban của thành phố Pasadena đã thông qua một sắc lệnh về khẩu trang. Cảnh sát miễn cưỡng thi hành, 60 người đã bị bắt vào ngày đầu tiên. Tờ The Los Angeles Times đã đưa tin vào ngày 22 tháng Giêng năm 1919 trong một bài viết có hàng tiếp lớn là San Francisco ngột ngạt dưới lớp khẩu trang. Đây là luật không phổ biến nhất từng được đưa vào hồ sơ của Pasadena www entire cảnh sát trưởng nói với tờ báo: Chúng tôi bị nguyền rủa từ mọi phía. Đơn khởi kiện được lưu hành tại các quầy bán thuốc lá, bắt giữ tăng nhanh. Thậm chí có những người quyền lực, Ernest May, chủ tịch của Ngân hàng An ninh Quốc gia Pasadena, và năm người khách nổi tiếng đã bị bắt. Sự lây lan sang năm thứ hai. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1918. Hội đồng giám sát San Francisco đã khôi phục sắc lệnh về khẩu trang sau khi số người chết bắt đầu leo thang, với 1.800 trường hợp cúm và 101 trường hợp tử vong được báo cáo trong năm ngày đầu tiên của tháng Giêng. Quyết định của Hội đồng Quản trị đã dẫn đến việc thành lập liên minh chống khẩu trang, một dấu hiệu cho thấy khả năng chống lại khẩu trang đang xuất hiện trở lại khi các thành phố cố gắng tái lập lệnh để đeo chúng khi bị nhiễm trùng trở lại liên đoàn được dẫn dắt bởi một phụ nữ tên E.J. Harrison, một luật sư, một nhà hoạt động xã hội và là đối thủ chính trị của thị trưởng. Khẩu trang đã biến thành một biểu tượng chính trị. Vào ngày 25 tháng Giêng năm 1919, liên đoàn đã tổ chức cuộc họp đầu tiên mở cửa cho công chúng tại Dreamland Drink, nơi mà họ yêu cầu bãi bỏ xác lệnh khẩu trang và từ chức của thị trưởng và các viên chức y tế. Sự phản đối của họ bao gồm thiếu bằng chứng khoa học cho thấy khẩu trang tốt cho việc phòng ngừa và ý tưởng buộc mọi người phải đeo khẩu trang là vi hiến. Vào ngày 27 tháng Giêng năm 1919 thì liên đoàn đã phản đối tại một cuộc họp của ban kiểm soát nhưng thị trưởng đã giữ vững lập trường của mình. Có những tiếng hối xáo và tiếng khóc của sự tự do và quyền tự do. Ông Brian Dolan, nhà sử học y khoa tại Đại học California San Francisco cho biết trong một bài báo về dịch bệnh. Sự bãi bỏ diễn ra vài ngày sau đó, vào ngày 1 tháng 2 năm 1919, nhưng một đợt cúm thứ ba đã bùng phát vào cuối năm đó. Con số tử vong cuối cùng ước tính lên tới 675.000 trên toàn quốc, tương đương với 30 người trên mỗi 1.000 người ở San Francisco, khiến nó trở thành một trong những thành phố tồi tệ nhất ở nước Mỹ. Cũng như hiện nay, khẩu trang cũng phân chia chính trị. Tiến sĩ Dolan cho biết, Câu chuyện về liên minh chống khẩu trang đã thu hút sự quan tâm mới vào năm 2020, cho thấy sự mất kết nối giữa lựa chọn cá nhân và tuân thủ toàn thể.